như tôi nói với các bạn ấy, là khi mà chúng ta bắt đầu đi làm ấy, thì luôn luôn có ba kỹ năng chúng ta cần hoàn thiện trước khi làm là tốt nhất, để cho chúng ta có cái công việc nó ổn định hơn và người ta sẽ có những cái điều kiện lựa chọn chúng ta tốt hơn khi mà đi phỏng vấn, đặc biệt là những cái demo ấy. Chúng ta có kỹ năng thứ nhất là kỹ năng về code rồi, các bạn phải code được đã và có sản phẩm là đẹp nhất. Cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng debug. Kỹ năng debug là sử dụng cái PHP gì nhỉ? PHP debug cái dòng, nếu tôi nhớ không nhầm, và chúng ta debug code, dừng nó lại ở cái dòng nào đấy rồi kiểm tra những cái dữ liệu chúng ta đã xử lý phía trước xem nó là bằng bao nhiêu. Cái này đợt đầu thì tôi đã hướng dẫn các bạn bằng cái Visual Studio Code thì phải chưa nhét xét một cái lợi chưa thật được thằng này rồi. Thế tôi tìm hiểu đi, nhắc thế thôi, tôi đi mà tìm hiểu lại. Cái kỹ năng thứ ba là kỹ năng làm unit test. Unit test, unit test này là cái việc bắt buộc thường thường đấy, nếu bạn là dev chuẩn thì thường thường là phải bắt buộc phải biết sử dụng cái này kể trong bất kỳ ngôn ngữ nào. Thì cái unit test này do dev làm. Chúng ta có mấy loại test nhé, ví dụ trong quy trình kiểm thử kiểm soát chất lượng phần mềm ấy, thì chúng ta có unit test là một này, rồi integration test này, integration test, system test, system test, rồi exception test, exception test. Đây là các loại test nhá, thì chỉ ba cái loại này là do tester làm, còn một cái loại này là do dev làm, được chưa? Ba cái này, thứ nhất cái unit test này là cái loại test nhỏ nhất và dễ thực hiện nhất. Do dev làm thì là mỗi một lần, thường thường là những cái hàm mà quan trọng này, ví dụ như việc chúng ta tạo tài khoản này, cập nhật tài khoản này, thì chúng ta bắt buộc phải làm cái test này để kiểm tra xem cái hàm của chúng ta chạy nó có đúng không. Thì chúng ta sẽ tự viết ra những đoạn code cho mình để nhập dữ liệu mới vào đấy, xong mình thực hiện gọi cái hàm đã chạy, rồi chúng ta kiểm tra lại trên cơ sở dữ liệu xem nó đúng, cái dữ liệu đấy đúng với cái đúng với cái gì gọi là được nhỉ, đúng với cái dữ liệu mà chúng ta vừa nhập vào hay không. Nếu mà đúng thì nó chẳng chung thì là pass được đây. Và khi mà chúng ta thực hiện cái unit test này, nó có một cái lợi điểm lợi thứ nhất, giống như lúc nãy là chúng ta có kiểm tra được code của chúng mình có đúng hay không. Cái thứ hai đó là show được cho team leader, tức là cái người review code của mình á, và show được cho cái bên QA, bên tester, họ biết xem là mình có thực sự là người gây ra cái lỗi liên quan đến cái phần này hay không. Bằng cách là đây phần em làm thì đã cho những cái trường hợp này, cho những cái data này rồi, nó vẫn chạy bình thường và nó chẳng là xanh hết, chu hết. Nhưng mà bây giờ chị tích hợp với một cái module khác mà chị gặp lỗi, bây giờ chị đổ cho em đi, em không nhận cái lỗi này. Bởi vì cái việc các bạn nhận lỗi hay không ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc review code cho cái đợt review sắp tới của bạn. Các bạn càng nhận nhiều bug về mình thì người ta đánh giá chất lượng code của bạn càng thấp, cho nên là nó ít có khả năng. Nếu mà người ta bám vào cái số lượng bug các bạn làm ra, bạn sinh ra bug càng nhiều thì chứng tỏ là chúng ta code càng lợi và chúng ta sẽ không được review thông thường. Đấy là cái điều kiện. Cho nên là khi mà làm việc với tester ấy, nếu mà mình đúng rồi thì cái sống cái chết làm sao để nó thể hiện là mình làm đúng thật của mình. Đấy nó là cái kinh nghiệm. Ngoài ra nữa là cái phần integration test như này, cái này này, integration test. Cái này, việc này là do tester làm, thì cái ý nghĩa của nó là gì? Integration tức là tích hợp, cách tích hợp. Tích hợp tức là chúng ta sau khi đã làm xong một module của thường thường ấy, là cái đội trong một đội phát triển trong một dự án sẽ là có khoảng vài đội, một đội 4-5 người đúng không? Nhưng mà chỉ nếu mà team 4-5 người thì chỉ có một người test một cái dự án này thôi. Họ phải test hết người này đến người kia. Hoặc là nếu mà nhiều team thì test hết team này, test hết chức năng của team này, sau đến chức năng của team khác lần lượt như vậy. Họ không thể nào mà nắm được chi tiết là ông này hôm nay có cái gì, ông kia hôm nay có cái gì. Họ chỉ test được cái output của chúng ta thôi. Thì họ sẽ phải tích hợp những cái gì chúng ta vừa mới code xong với những cái dữ liệu của những cái đội khác phát triển cùng với mình, hoặc là những người khác phát triển cùng với mình, để xem là cái kết quả khi mà người ta nhập dữ liệu vào nó có đúng với những cái gì người ta mong muốn hay không. Thì đấy là cái test tích hợp. Thì cái này nó là mỗi một, thực ra là cái này nó sẽ liên quan đến quy trình làm việc của team của chúng ta. Thì tí nữa tôi sẽ nói chuyện thêm về phần này. Cái loại test tiếp theo là test system test.
cái này này thường thường nó sẽ diễn ra khi chúng ta chuẩn bị release cái demo cho khách hàng. Bởi vì khi mà phát triển dự án chúng ta sẽ làm việc theo sprint là mỗi một vòng. Ví dụ khi mà tôi nhận một dự án A nào đấy, tôi thỏa đàm phán cái hợp đồng với khách hàng là trong cái dự án này của tôi, team tôi sẽ phát triển trong 5 tháng. Mỗi tháng tôi sẽ làm, tôi sẽ break ra thành một cái sprint. Mỗi tháng tôi sẽ output cho ông một cái gọi là một cái chức năng nào đấy, hoặc là một tập hợp các chức năng nào đấy. Cứ đến hạn mà tôi demo, được chưa? Thì trước cái hạn demo đấy thì cái đội test phải gộp hết tất cả những cái chức năng đến hạn demo vào, bắt đầu là test tổng tấn công, là test hết tất cả mọi thứ trước khi đến đi demo cho khách hàng. Fail một cái thì là bắt phải làm lại cho bằng được để kịp cái thời hạn demo. Bởi vì khi mà người ta thanh toán, khi mà làm hợp đồng ấy, người ta sẽ thanh toán cho công ty khi mà chúng ta pass một demo nào đấy. Ví dụ một công ty người ta chia làm 5 giai đoạn làm sprint, thì bao giờ vậy, khoảng 20% sẽ thanh toán 20% ngay khi hợp đồng, được chưa? 20% ngay khi hợp đồng luôn để có tiền cho đội tiền của làm. Tiếp theo tháng thứ hai, sau một tháng là người ta sẽ kiểm tra tiến độ công việc, nếu mà ổn, ông estimate cho tôi xong chức năng này mà ông demo xong thì tôi ok, không làm đúng rồi, tôi sẽ rót tiền cho ông để làm chức năng tiếp theo. Thì họ sẽ rót thêm độ khoảng 20-25% nữa để chúng ta có tiền để duy trì, để phát triển tiếp với chức năng tiếp theo. Và cứ thế đến khi mà kết thúc dự án thì thôi, kết thúc dự án thì là thanh toán khoảng 90%. Tôi nên dự tính nhát nhá. Và thường thường là đến khi mà bàn giao dự án tổng sẽ là 90% tổng số tiền. Và người ta sẽ bàn giao nốt 10% còn lại khi chúng ta hết thời hạn bảo hành của dự án này, từ từ là 4 năm. Hết rồi thì người ta sẽ thanh toán nốt 10%. Và có thể là nếu mà hết rồi thì hết thời gian bảo hành thì người ta sẽ ký tiếp với chúng ta một cái hợp đồng nữa để bảo hành bảo trì cho cái dự án này. Thì đấy nó là hợp đồng riêng, một tiền riêng, không liên quan gì đến cái tiền phát triển này cả. Được chưa? Thì cái mỗi một lần thực hiện cái sprint này, mỗi một lần thực demo cái sprint này thì người ta sẽ thực hiện system test tổng hợp lại một lần, kiểm tra lại toàn bộ tất tần tật những cái gì các developer đã làm xong, nhân hoặc test xong và đã làm đúng hay sai hiệu trưởng này đấy. Và cái thời điểm thực hiện cái system test này là cái thời điểm các bạn phải demo nhiều, phải OT nhiều nhất. Biết OT là gì không? Overtime. Chưa thực hiện nó là một người đấy. Cái thằng đấy nó đang đi làm mà, cho nên là cái đợt vừa rồi nó OT bao lần? Cứ 12 giờ đêm về cho mỗi một lần chuẩn bị release, cứ thế mà cùng làm thôi. Còn cuối cùng là cái acceptance test, cái này sẽ do QA hay còn gọi là tester đấy cộng với khách hàng cùng nhảy vào test. Các bạn chơi game, các bạn có ở đây có đứa nào không chơi game không? Tôi xem. Thì các bạn chơi game, các bạn biết cái kiểu là open beta và open alpha đúng không? Và những cái bản là chặn game trước khi chính thức đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ có, khi mà phát triển phần mềm chúng ta cũng sẽ có những cái bản beta và alpha, thường thường là beta chứ không phải là alpha, được chưa? Thì xem khi mà beta đấy thì vẫn cho người dùng vào dùng bình thường, cho người dùng vào kiểu là chặn, vẫn cho họ dùng thử. Và trong cái quá trình thì chúng ta không thu tiền để làm sao để khi mà người ta nhập dữ liệu thật vào, chúng ta kiểm soát, chúng ta sẽ có những công cụ để kiểm soát xem là cái dữ liệu đấy nhập vào có hợp lý và nó có đúng với cái yêu cầu của hệ thống hay không, được chưa? Thì trong quá trình đấy chúng ta sẽ tìm ra những cái lỗi nó sinh ra khi chạy cái dữ liệu thật, và nếu có lỗi thì tiếp tục beta. Trong quá trình beta đấy chúng ta lại quay trở lại khắc phục các cái bug sinh ra và để hoàn thiện cái beta này. Bao giờ beta này mình thấy ổn chạy được thì mới ra bản release là bản 1.0. Đấy là cái quy trình phát triển của cái dự án. Và sau khi release rồi, tức là sau khi ra bản chính thức rồi, chúng ta mới nhận được toàn bộ 90% số tiền của dự án. Thì đấy nó là cái từ những cái mid test nhỏ cho từ những cái test ở level nhỏ cho đến lớn của toàn bộ dự án diễn ra. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta một cái mid test ở trong Laravel nó chạy như thế nào và code ra làm sao. Thì chúng ta vào trong laravel.com ấy, vào doc ấy, chúng ta search cái unit test. Nó sẽ vào cái phần getting started.
thì nó ra cái trang của tôi đang vào đây. Được chưa? Thì cái phần này á, chúng ta cũng sẽ tạo ra các cái file giống như là middleware, giống như là controller, giống như là cái gì gì đấy không nhớ, model. Thì chúng ta cũng có câu lệnh để sinh ra file test, bởi vì chúng ta ở trong Laravel nó có đặc một cái đặc điểm, đó là code khá là phân mảnh. Mỗi một chức năng, mỗi một module chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các cái file riêng để code. Thì chúng ở đây, ở với cái phần test này chúng ta cũng làm vậy. Thì đầu tiên chúng ta chạy câu lệnh là php artisan make 2.test cộng với tên file. Thì bây giờ tôi sẽ hoàn toàn tôi chạy một cái câu lệnh như vậy. Chuột phải sinh ra một cái màn hình mới. Là php artisan make 2.test. Ví dụ tôi sẽ đặt nó vào trong cái thư mục là user test. Đây cái thư, đây là thư mục và đây là tên file. Được chưa? Thì chúng ta mở cái code ra vào trong cái thư mục test này, chúng ta sẽ nhìn thấy cái unit. Wow, đâu nhỉ? Ở đây feature, xin lỗi. Feature chúng ta sẽ có cái user test này. Được chưa? Ở trong này nó là code PHP cho nên chúng ta có thể sử dụng các cái, ví dụ như tôi cũng muốn code muốn test trên cái hàm model là user chẳng hạn. Thì tôi sẽ use cái app sược user như này thôi, app user, và sau đó tôi cứ viết code trong này. Trước hết là chúng ta phải thử xem là chúng ta, tôi chưa viết cái gì ở đây cả, trước hết chúng ta phải thử xem là cái test của chúng ta nó có chạy hay không đã. Được chưa? Viết cái này vào, tạo ra mỗi cái file này xong vứt đấy thôi, chưa phải làm gì cả. Ủa, có mỗi thế này thôi hả? Còn mà browser test. Để tôi coi đã. Đây. Chúng ta muốn chạy một cái code nào đấy thì đây. PHP artisan make a test user test trừ unit. Không phải này rồi. Chờ tí nhá, để tôi xem nó chạy kiểu gì á. Lâu không động với cái này quên mẹ rồi. Không phải cái này. Laravel run unit test. Nhớ không nhầm thì là vào PHP unit xong rồi chạy test. Test này. Rồi. Directory php.ini. PHP unit đây. Directory suffix. That feature that you need. Xong. Đây không phải động gì vào. Đây vendor bin PHP unit. Rồi, chúng ta chạy câu lệnh này. Chấm sược vendor. Xong chạy cái gì nhỉ? Vendor này, bin PHP unit. Đây, nó chạy qua cái này. PHP unit này. Các bạn chạy thử cái câu này đi. Chấm sược này, vendor này, bin này, PHP unit này. Chạy xuống. Được chưa? Thấy không có ra? Nó chẳng ra cái gì, nó ra cái ok này. 3 test, 3 session. Ra chưa? Bây giờ chúng ta thử
thử trả về cho trong này của chúng ta, nó là false. Trả về trong này nó là false. Đấy, trong cái file mà user test của chúng ta. Trả về false. Tí nữa giải thích những cái hàm này là cái gì. Chúng ta có rất là nhiều loại assert. Thử trả về một cái phone xem. Được chưa? Rồi, chạy lại. Nhìn thấy không? Nó ra cái gì? Fail đúng không? Fail này. Đúng chưa? Các bạn nhìn thấy nó báo lỗi này. Ở đâu? Unit test.php dòng bao nhiêu? Dòng 18 đúng không? Có phải là cái dòng này không? Đúng chưa? Chính xác không? Thì ở đây này, các bạn để ý này, cái hàm this assert true có nghĩa là cái hàm này này có nghĩa là nó kiểm tra xem cái giá trị ở trong này, kiểm tra xem cái giá trị được thực hiện ở trong này có phải bằng true hay không. Nếu mà bằng true thì giả trả ra true, còn nếu mà khác true thì nó sẽ báo là fail ở trong cái việc là code cái này, code cái kiểm tra cái giá trị ở đây. Được chưa? Ví dụ như sau. Chúng ta sẽ có như này, có một hàm, có một cái biến a bằng 1 chẳng hạn, đúng không? Chúng ta có biến a bằng 1 thì chúng ta kiểm tra là 1 bằng bằng đô la a. Cái câu lệnh so sánh nó trả ra cái gì? Trả ra cái gì? True đúng không? Bây giờ cái này nó trả ra true thì nó sẽ so sánh với cái assert này là kết quả mong đợi. Kết quả mong đợi của chúng ta nếu là true thì nó sẽ pass qua cái cây này. Còn nếu mà khác true thì nó sẽ làm sao? Báo ra fail. Vậy rồi. Được chưa? Thì ở đây ví dụ như tôi sẽ tiến hành test như sau. Tôi sẽ test cái cây là test tạo user mới. Được chưa? Tôi sẽ tiến hành như sau. Tôi sẽ có cái biến là cao current user bằng user 2.2. cao đóng mở ngoặc như này. Đúng không? Lấy ra tổng số user. Sau đó tôi sẽ có một cái biến new user bằng new user. Sau đó là new user trỏ đến name bằng something, ví dụ như thế này. Sau đó tiếp theo tôi sẽ viết tiếp là new user bằng với trỏ đến email bằng thiện th a cộng f a cộng gmail.com. ví dụ tôi chỉ nhập hai cái dữ liệu này thôi. Sau đó tôi viết tiếp cái hàm là new user trỏ đến save như này. Được chưa? Sau đó tôi sẽ có cái hàm là cao after total user chẳng hạn bằng cái câu lệnh này luôn. Sau đó tôi sẽ kiểm tra là hai cái cao với nhau. Đấy. Thế này chúng ta sẽ assert là false. À không, phone cũng được mà phone được. Tôi thích không? Bằng cái này trừ 1 giá. Được chưa? Ý nghĩa của đoạn này là như nào? Đầu tiên tôi lấy ra tổng số user hiện tại DB đang có đúng không? Được chưa? Tiếp theo tôi sẽ chạy cái câu lệnh là tạo ra một cái user mới, gán giá trị cho email, gán giá trị cho name,
sau đó tôi xếp xuống, được chưa? Rồi thì tôi sẽ lấy, sau khi xếp tôi sẽ lấy ra cái giá trị tổng của cái user sau khi xếp, được chưa? Và cuối cùng tôi sẽ kiểm tra là nếu cái giá trị tổng số user trước khi thực hiện new và cái giá trị tổng của giá trị user sau khi new và sau khi xếp, nếu mà nó khác nhau, nếu mà nó khác nhau thì sẽ đúng. Bởi vì khi mà các bạn xếp xong, nếu xếp thành công thì cái số lượng user sẽ lớn hơn 1, đúng chưa? Còn nếu mà nó không xếp được thì chứng tỏ là cái tổng số user nó đang bằng nhau thì xếp chúng ta không thành công, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy cái câu này thử xem sao, chạy cái cây này thử xem sao. Fail đúng không? Thậm chí nó sinh ra error luôn, đúng chưa? Đúng chưa? Và bây giờ nếu mà tức là chúng ta đang code là có lỗi rồi này, đúng chưa? Nhưng mà hiện tại tôi đang không bê cái đoạn ở đây chỉ thể hiện một điều là cái đoạn code này của chúng ta đang có vấn đề, cái đoạn code này của chúng ta đang có vấn đề, đúng không? Bây giờ nếu mà các bạn thử, nếu mà bây giờ tôi sẽ tiến hành cái việc là tôi bê cái mớ này, tôi tạo ra một cái hàm ở trong user app user, tôi tạo ra một cái hàm mới public function save user, ở đây tôi nhận là email name password bằng string rỗng, đúng không? Có mỗi thế này thôi. Sau đó chạy code ở đây nó sẽ là bằng, có cái đoạn lệnh là new user bằng new user này, new user chọn đến name bằng cái biến name $name, email bằng $email như này. Nhưng mà trong đây là do code của chúng ta tự viết ra, trong quá trình code tôi lỡ quên không set password cho nó, đúng không? Và tôi đã set rồi thì bây giờ cái unit test là chúng ta là muốn là kiểm tra xem cái hàm này của chúng ta code có đúng không, được chưa? Code có đúng không? Hàm này phải là static, public static function. Xếp xong chúng ta không cần trả, không cần return ra cái gì được, kệ, đấy là tùy ra nhá, tùy chúng ta code thôi nhá. Tôi không bảo là tôi viết cái hàm này nó là hợp lý, tôi thích thì tôi viết như này thôi. Chúng ta là dev mà, cho nên cái việc code như nào là việc của chúng ta, sau này tính test tính sau, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ thực hiện cái việc test như sau. Tôi vẫn giữ lại hai cái này, nhưng mà ở cái lúc đấy tôi sẽ có một cái user 2.2. save user đóng mở ngoặc, và tôi thực hiện việc truyền vào đây là cái biến là đầu tiên là cái gì nhỉ? Đầu tiên là email name password, đúng không? Email là thienth@gmail.com. Cái thứ hai là thienth name, password là 123456. Đây là string, tôi truyền vào string. Rồi xong, thực hiện như này. Sau đó tôi tiến hành là, bởi vì nếu mà tôi chạy cái hàm này trước cái hàm cao này, tức là nó sẽ chạy toàn bộ câu lệnh nằm trong cái hàm kia rồi mới chạy đến câu này, đúng không? Nếu mà tạo thành công thì sao? Cái số này nó sẽ nhiều hơn 1 so với cái số hôm trước, được chưa? Nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta test kiểu như thế này thì sao? Lại chạy lại cái câu lệnh, nó báo sai luôn, đúng không? Chết luôn ngay lập tức, nó báo lỗi cụ thể ở dưới này luôn cho chúng ta, chứng tỏ là cái hàm này của chúng ta còn chưa chạy được, đúng không? Còn chưa chạy được đâu. Thế vậy thì bây giờ nếu chúng ta sửa, chúng ta biết sai rồi, chạy một lần, nó đã bật lỗi sai và hiển thị cụ thể lỗi sai của chúng ta đang ở đâu rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải làm nào? Tìm lỗi thôi, tìm lỗi mà sửa thôi. Nó báo lỗi đây nè, password doesn't have default value. Mà nãy giờ chúng ta chỉ có thực hiện mỗi một cái hàm này để test thôi, đúng chưa? Thế vậy chứng tỏ là cái code ở trong cái hàm này đang có vấn đề. Mở ra xem đâu nhỉ? Hàm đâu rồi? Đây hàm đây, đúng nhá. Chứng tỏ chúng ta là đang quên, chúng ta lại vào đây chúng ta sửa new user cho đến password bằng hash make $password sau dưới mới save vào, được chưa? Hàm này bây giờ hết lỗi rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta test tiếp một lần nữa. Lỗi tiếp. Lỗi đâu đây?
Block app user dòng số 35. Đúng chưa? Dòng số 35 là dòng này. Tức là hash này chúng ta chưa use. Use hash. Và bây giờ lại chạy lại. Pass chưa? Xong, thì đấy là chúng ta thể hiện là ok đây thưa chị. Thưa chị, em nhập dữ liệu như thế này, em chạy cái hàm save user. Đúng chưa? Em chạy nó thành công, em cây tiệm test như này đây. Được chưa? Chị còn thắc mắc gì không? Nếu mà cần thắc mắc nữa, ok, chúng ta có cách test khác. Được chưa? Chúng ta hoàn toàn thì có cách test khác. Chúng ta sẽ có một cái biến user bằng user 2.2. File where đây là email, nó phải bằng với cái giá trị thiện tha@gmail.com này, đúng không? Và lấy ra first, nhầm, xin lỗi, lấy ra first, sau đó chúng ta assert true, ở đây là cái text này, ở đây text này, text này với cái biến, cái giá trị của biến user này tìm ra cho đến name, email bằng nhau. Nếu bây giờ chạy này chết luôn này, tin không? Bởi vì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của chúng ta đã có cái user đấy rồi, đây này. Giờ chúng ta phải xóa nó đi. Rồi, chạy lại. Đúng chưa? Pass qua. Thì chứng tỏ là cái hàm cũ chúng ta thích test kiểu gì thì test. Chứng tỏ là cái hàm này của chúng ta là code là đúng luôn. Hoặc chúng ta hoàn toàn có thể là test theo cái khác. Đây. Test theo cái đoạn code, code A, xong code B, xong code C, xong rồi ở dưới này chúng ta lại muốn kiểm tra cái gì. Chúng ta gọi hàm đấy ra, sau đó kiểm tra kết quả là zip assert cái gì đấy ở đây. Đúng chưa? Đây tôi để là thiện TH1. Như nhau, kết quả như nhau. Đây tôi để TH1. Đây là false. Tôi chỉ check false. Hoặc là check một cái điều kiện gì đấy. Nếu sai ở đâu, báo dòng đấy. Có thể là chúng ta nhập những cái dữ liệu khác nhau. Được chưa? Nhớ nhá. Ở đây chúng ta có thể nhập những cái dữ liệu khác nhau. Nhớ nhá, để kiểm tra mỗi một cái dữ liệu khác nhau này là một trường hợp dữ liệu chúng ta đã nhập vào để kiểm tra xem cái hàm của chúng ta nó có chạy đúng hay không. Được chưa? Thì ví dụ như ở đây tôi nhập là cái này là string rỗng chẳng hạn, xem nó có nhận không. Đúng không? String rỗng đã là một cái trường hợp khác. Không có email là một trường hợp khác, không có name là một trường hợp khác, email không đúng định dạng là một trường hợp khác. Chúng ta test càng nhiều trường hợp thì sao? Thì chúng ta càng chắc chắn được là cái việc code của chúng ta nó đã đúng rồi. Được chưa? Và ngoài ra nữa, ở trong Laravel nó có cơ chế lốc, đúng không? Đúng không? Học chưa? Chưa? Đây, chúng ta chỉ đơn giản là use log vào đây. Use log vào đây. Bây giờ các bạn để ý này, ở cái phần storage log này nó có một cái file Laravel log, đúng không? Tôi xóa hết cái mớ này đi. Được chưa? Tôi xóa hết cái mớ này đi. Sau đó tôi chạy lại cái đoạn này, nhưng mà sau khi chạy xong, được chưa? Sau khi chạy xong chúng ta là, đây là if assert cái này bằng true, thì chúng ta sẽ tiến hành là log 2.2.info là test case user save, test case user save với data 2 chấm bằng cái mớ này. Cộng với cái chuỗi này. Thay cái này bằng dấu chấm. Tôi sẽ gạch ngang ra để cho nó phân biệt các cái dữ liệu khác. Thế vậy chúng ta bỏ cái này ra đi. Chúng ta chỉ cần thông báo là chúng ta đang test cái trường hợp nào mà thôi. Như này. Ở dưới chúng ta sẽ log những cái thông tin khác.
lốc những thông tin khác ở dưới này. Thay mỗi cái số 1 này thôi đúng không? Đấy. Như này. Thích thì nhét thời gian vào đây. Thích thì nhét thêm biến thời gian vào đây thì chúng ta cộng với tại thời điểm chúng ta sẽ có một cái biến use carbon sược carbon tại thời điểm cộng với carbon hai chấm nào nó mở ngoặc như này. Rồi bây giờ chúng ta chạy test. Lỗi bố rồi. Lỗi rồi. Xem nào, xem lỗi gì. Duplicate entry A. Do lỗi dữ liệu. Dữ liệu tôi chưa clear. Cái thằng này. Delete row. Được rồi đấy. Pass rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần lốc này chúng ta xem. Nó lốc luôn thời gian này. Test info này, test case, save user với data cái gì đấy tại thời điểm này. Thực ra cái này không cần bởi vì info đã tự sinh ra rồi. Đúng không? Thì chúng ta copy cái mớ này lại. Copy hoặc là lưu cái file lốc này lại. Để chứng minh sau đó là chúng ta chứng minh là cái việc là tôi đã code những cái dữ liệu này với file này thành công gửi cho bạn kia. Test hết rồi. Đây là bằng chứng. Đúng chưa? Đó, thì đấy là cái việc unit test thực hiện unit test. Ngoài ra, ngoài cái hàm assert này ra này, chúng ta còn rất là nhiều những cái hàm khác ở trong cái Laravel testing này. À, để tôi coi là xem nó có những cái gì. Đây là chỉ có mới có assert true này. Assert true thì nó sẽ gồm cả assert phone. Đây, available assertion. Đây. Ở trong Laravel nó có thể là test luôn cả cái việc request gửi lên trả về cái gì. Thì ở đây nếu mà nó sẽ check theo cái status của cái request gửi lên, nếu mà bằng 200 thì là đúng, được chưa? Đây nó sẽ có là respond this get sược như này. Ngoài cái assert ra để tôi coi xem nó còn assert thì nó có những assert gì này. Đây cái bảng đây, đây assert đây. Assert successful tức là assert that the response has a successful status code, tức là gửi request lên ở trên trả về thành công thì nó sẽ gửi thêm một cái status là success or fail. Được chưa? Nếu fail thì là lỗi rồi. Ở đây chúng ta có status code check xem là cái việc request của các bạn nó trả về cái code là bao nhiêu. Có biết HTTP code không? Trông mặt đần thối rồi. Search cho tôi cái từ này. HTTP code. Sorry. Xem nó có những cái code nào. Thường thường code, cái code này, đó là nó sẽ kiểm tra xem là cái việc trình duyệt của chúng ta gửi dữ liệu lên server. Server trả về cái code là bao nhiêu để biết là tình trạng của request này là thế nào. Nếu server xử lý dữ liệu thành công và thành công trả về một cái tín hiệu nào đấy cho trình duyệt thì cái code đấy sẽ là 200. Nếu mà server, các bạn gửi một request lên server, server vẫn nhận nhưng mà trong server không có cái logic nào xử lý cho cái trang đấy thì nó sẽ bật ra cái trang 404 đúng không? Thì 404 này không phải là thích đặt thế đâu, mà cái 404 nó chính là các cái HTTP code là 404, cái này đại diện cho từ là not found, tức là không tìm được cái trang này thì nó là not found. Giống như code trong Apache các bạn, trong PHP các bạn có là localhost sược abc.php đúng không? Nhưng mà trong code, trong cái file htdoc của các bạn và trong cái mục htdoc của các bạn không có file abc.php thì nó sẽ trả lại cái gì? Not found cái gì đấy đúng không? Nhưng mà thực tế ra trình duyệt nó sẽ nhận được từ server gửi về một cái code, nó là code mã số là 404. Được chưa? Ngoài ra ngoài 404 còn 403. 403 là code về forbidden, là server đang không có quyền truy cập vào cái file này. Bởi vì code của server ấy, nếu các bạn dùng server
dùng server Windows không nói gì, bởi vì cái phân quyền nó không chặt chẽ quá bằng Linux. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng server bằng Linux ấy, thì chúng ta phải phân quyền cực kỳ chặt chẽ, bởi vì nó không có cái chuyện cho phép mà server cái Apache hay Nginx của các bạn đọc bất kỳ file PHP nào đâu. Không có chuyện đấy. Mà chúng ta phải phân quyền cho các file ở trên server được phép đọc, được phép dịch thì mới được đọc. Còn nếu không thì dẹp đi. Thì nó sẽ, nếu mà các bạn cái con server của bạn, cái con Apache của bạn mà server nó không phân quyền cho cái request các bạn gửi lên, thì nó sẽ trả cho các bạn cái mã là 403. Đây là những cái mã nổi tiếng nhất. Ngoài ra còn cái mã là 500. Mã 500 là cái mã lỗi, tức là trên server giống như vừa rồi đó. Quan để ý không? Cái mớ này này. Đây là cái mớ này này. Như này là sẽ là request gửi lên sẽ trả một cái mã 500. Mã 500 là người ta gọi là internal server error. Là gì? Lỗi code ở trên server hệ thống. Tức là nó sinh ra một cái, các bạn nghe cái từ fatal error chưa? Nghe từ nào rồi chưa? Lỗi gì? Đúng rồi, lỗi này lỗi nghiêm trọng. Tức là khi mà bạn gửi request lên server ấy, server vẫn chạy code PHP ở một cái file nào đấy, cái file đấy nó gây ra lỗi. Đúng chưa? Thì server nó sẽ trả về cho trình duyệt cái tín hiệu là 500. Và ghi thường thường là nếu mà các bạn bật thì mất, nó sẽ hiển thị cho các bạn là sai ở dòng bao nhiêu luôn. Thật luôn. Đó, thì đấy là cái mã lỗi nổi tiếng mà các bạn cần phải nhớ được. Còn ngoài ra thì nó có giải mã nhiều cực kỳ luôn. Nếu mà sớt có ra nó thêm cái code không? Một đâu? Đúng nhá. Nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ một vài cái loại mã thôi, chứ không cần nhớ hết làm gì cả. Tôi chẳng nhớ được hết mười đấy. Rất là tập. Thì ở đây với cái nó Laravel nó cho phép chúng ta test cái request gửi lên nó có thành công hay không bằng cái assert successful, assert status, xem là cái việc gửi lên của chúng ta nó có đúng hay không. Assert redirect, header, các thứ các kiểu ở trong này rất là nhiều. Check cả JSON. Browser test. Rồi, nhiều này. Tôi chưa động vào đây bao giờ. Does, cái này chưa dùng. Chưa dùng bao giờ. Có cả database testing. Tức là kiểm tra xem đây. Assert database has. Đây là kiểm tra cái gì? Kiểm tra xem trong database có cái dữ liệu như thế này không? Tham số đầu tiên là tên bảng. Tham số thứ hai là dữ liệu. Ở đây kiểm tra xem là trong cái bảng user của chúng ta nó có cái bảng ghi nào có email bằng sally@example.com hay không? Được chưa? Chúng ta có thể copy cái này mà vứt sang bên kia luôn được. Copy này. Vứt sang đây. Tất nhiên là chúng ta phải comment cái này vào, bởi vì dữ liệu của chúng ta đã insert thành công rồi cho nên nó sẽ báo lỗi ngay. Đây, kiểm tra xem là trong bảng user có cái email nào sally@example.com không. Nếu mà không có sẽ bật ra fail. Fail ngay đúng không? Đây, nó sẽ bật hết cho toàn bộ dữ liệu của chúng ta này. Còn nếu mà có thì sao? Thiện th32@gmail.com kiểm tra thằng này có không nhá? Có luôn. Đúng không? Tức là câu lệnh này của chúng ta kiểm tra trong DB xem có cái thằng này hay không. Đấy là test ở trong database. Trong này còn nhiều lắm, cực kỳ nhiều. Mocking. Debug fake. Event fake. Ui nhiều lắm, mail fake nữa này. Notification fake. Queue storage. Gì? Đè lên thì sao? Thường thường người ta sẽ không đẩy cái à mà có chứ, vẫn test, vẫn đẩy lên bình thường. Tuy nhiên cái comment sinh ra để làm gì? Trong bản chất ở trong Git nó có lốc.
hiểu không? Nó có lớp, cho nên là không phải sợ thằng này sửa của thằng kia đâu. Sửa, thằng nào sửa phát biết ngay. Thế lo cái gì? Được chưa? Để tôi xem trong assert ở trong này nó có những cái gì tôi không nhớ lắm. Laravel unit test assert. Không có luôn mà. Framework assertion 5.5 thế nào? Không có. Bản này không có. Browse test, database test, update guide. Không có, nó không giới thiệu. Trong này nó không giới thiệu đầy đủ các cái assert cơ bản. Assert true này. Đây. Trong này nó, trong Laravel nó hỗ trợ những cái loại assert này. Đầu tiên là assert true. Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra xem một hàm nó trả về true hay false, hay đoạn code nào đấy có trả về true hay false hay không. Đã có assert true, assert false, tức là cái dữ liệu nằm trong, ví dụ cái assert này là kiểm tra cái dữ liệu nằm trong cặp giống ngoặc này, nó bằng true hay false. Nếu bằng true thì đúng, pass qua, còn nếu bằng khác true thì nó không pass qua. Thằng này cũng vậy. Equal nó sẽ có hai tham số. Ở đây nó giải thích rất là rõ. Kéo xuống dưới đây, assert equal và assert null. Assert equal thì chúng ta sẽ đây như này, equal đây. Có hai dữ liệu. Xem là kiểm tra xem là cái dữ liệu bên này nó có bằng với cái dữ liệu từ bên này trả ra hay không. Nếu mà chúng nó bằng nhau 100% ấy thì sẽ pass qua, còn nếu mà không thì tạch, fail, báo lỗi luôn ở dòng này. Tương tự null là kiểm tra xem cái giá trị ở trong này sau khi xử lý một hồi ở trong này xem nó có bằng null hay không. Nếu bằng null thì pass, còn nếu không bằng null thì fail. Đấy là hai hàm equal và null. Assert contain. Contain là gì? Hả? Chứa. Xem là cái assert này nó sẽ là lại là hai cái tham số. Nhìn tên là biết rồi. Đây. Assert contain. Được chưa? Ở đây chúng ta có một cái mảng này, mảng box gì gì đấy, đúng không? Sau đó chúng ta kiểm tra xem trong cái hàm, trong cái result này, đây cái code ở trên phía trên này rồi nhá, xem trong cái result này có chứa cái toy hay không. Nếu mà chứa, đây cái mảng này toy này, có toy thì pass, không có toy thì fail. Được chưa? Assert là kiểm tra xem là có hay không. Cao, đếm giá trị xem là có bằng hay không. Empty, kiểm tra xem có rỗng hay không. Thì đấy là những cái hàm assert có sẵn ở trong unit test của Laravel. Và thường thường ấy, kể cả các bạn sang code của Java hay code của .NET cũng là sử dụng những cái hàm assert như kiểu như thế này. Trước tôi viết unit test thì viết của .NET là nhiều. Thì cách dùng của nó cũng tương tự, khá là tương tự như này, và cũng sử dụng các cái hàm assert để kiểm tra. Và thường thường nếu mà các bạn làm cái dự án mà to to một chút mà đấy, các bạn làm quy trình ấy, thì thường thường thằng unit nào mắt các bạn sẽ phải viết unit test. Tất nhiên là viết unit test thì nó sẽ mất thời gian, nhưng nó sẽ đảm bảo được là cái code của chúng ta chạy chuẩn. Mà thằng team lead trước khi mở code của các bạn, nó nhìn unit test, phát nó nhìn cái lốp, nó sẽ biết là chúng ta có test được chưa. Thế thôi, nó đỡ phải mất công review code, rồi đỡ mất công test. Những cái trường hợp như thế này, thằng nào mà các bạn mà cứ chịu khó viết unit test thì thằng team lead sẽ rất thích các bạn, bởi vì nó đỡ phải test. Tất nhiên lưu ý một cái lưu ý, cái này cái unit test nó rất là có lợi. Tuy nhiên nó sẽ gây hại chúng ta một cái điểm, đó là khi và đặc biệt là test ở dev ở Việt Nam, đó là khi các cái team leader giao cho các bạn cái công việc của cái task
Thì là mỗi công việc là một cái task. Thì người ta sẽ estimate cho các bạn xong, phải hoàn thành xong cái task này trong vòng bao lâu? Nửa ngày, một ngày, hai ngày hay năm ngày. Tất nhiên, thường thường người ta sẽ có cái suy nghĩ đó là cái số thời gian đấy đã bao gồm thời gian làm đi test rồi. Thấy chưa? Chứ đừng bao giờ nghĩ trong đầu có cái khái niệm là nó ra cho mình bằng đấy thì mình chỉ code xong trong thời gian đấy. Kể cả có code xong chưa đến thời gian đấy thì mình ngồi chơi thì lại hỏi. Các bạn hãy nghĩ là như này, tạo cho mình một thói quen là khi thực hiện một task, được chưa? Thời gian xong nó sẽ chấm dứt khi nào các bạn xong, là khi các bạn code và thực hiện cái nhé xong thì đấy nó mới là xong task, bắt đầu là có mình code đủ để thực sự rồi. Chứ đừng có nghĩ là code xong là dừng lại để không test chế độ này dính trưởng này, được chưa? Đấy nó là cái phần unit test, bài học xương máu. Tôi ngày xưa bị chửi cái này nhiều lắm. Thế thôi. Sang cái phần review. Còn muốn xem gì nữa, trừ ngoài bỏ cái phần quyền ra đi. Cái đấy code bây giờ không kịp đâu. Hả? Hôm nay là chủ nhật à? Không cần phải đặt. Già là ăn. Không phải đặt.